xin các gia đình mẹ cha đếm bao ngày xuân đi qua, xin các gia đình mẹ cha đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Tình tan không khí hôm nay đồn đèn thêm
dắt con dâu về nên sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mua trước cái đế tao. Ra chiến tâm theo chầu cao không biết con dâu ngoan về nhà. Thiệp mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một hai ba vô khui bia đi bạn. Xây dựng mái ấm con cháu xưng đây sẽ bù đắp tương lai vui con sau đó mừng anh nghĩ đến tương lai thân ngày hôm nay ta xin phép lại. Một hai ba đồ khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhắm môi lại giờ ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em trai trong xanh, mời em
Hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi, giờ mình cùng tính đi. Ôi dồi ôi dồ rồi. Thầy quá thương em nên anh ráng sang năm bằng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, từng dinh qua gặp dâu. Hết năm nay mà
mà không thấy là tôi mách ba ba mà ngành giờ. Tôi tôi thức giấc lắm mong chờ ai à, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Cho cháu
mua xà xà bông hay là gì nhiều thơm. Rồi Ê bà nương. Ê bà nương. Ngày của con dì chúc con trăm năm hạnh phúc và cho con của bà cũng vui vẻ. Cho tận tay cho cô dâu con, cho tận tay cô dâu. Ngày vui của con, ông ở với mấy đứa em con, con và con. Em thì giờ cô chú ấy, cô chú đứng lên. Uống đi cô, uống đi. Đưa nè. Ok, rồi. Ờ, nhà mình có quà, ai có quà thì mình mừng. Bác Bảy ngày của ông nhà bác Bảy mừng. À, mừng rồi. Lúc rảnh là mua dầu thơm sức cho. Đây mời em ơi. Không có sao đẹp đâu. Mừng vui dễ em mới cười được. Ngon quá. Đã quá chị Tư ơi. Rồi xây nha cô ơi, 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 xây cái này chị nha, cái này chị nha, cái này chị nha. Rồi, nhìn lên nè, nhìn lên nè, nhìn gái, 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 gái. Chị gái nó xin vô chị. Lấy, đem vô cái chỗ buồn. Rồi, nhìn lên nè. Hai đứa nó Rồi xích vô nè, giờ dịnh luôn nè, xây người đây, dịnh lên cho tôi nè. Cười lớn đi. Tôi lên cho tôi, lên cho tôi. Khoan, rồi nhìn lên. Giờ dịnh dùm cái bao lơ xì nha. Dịnh dùm cái bao thơ lên, dịnh. Ok. Sao mày để đâu, nhìn thấy dài đi lọc. Rồi xây dây luôn em ơi. Đúng rồi, nhìn đây cái đứa nè. Ok, xác vô. Ok, 2, 3. Ok. Rồi, còn ai nữa hả? Chở vô luôn chở. À, còn hả? À, cái đứa nha. Ơi làm đi nó mày. Cầm cái hộp đỏ đỏ vô là cười liền không? Cái hộp đỏ lắm. Cẩn trọng. Nhìn nhau cái nhìn nhau nhìn. Rồi. Nhìn nhau. Có da. Rồi cái đó vô. Ôm nhau buông nhau cái đi. Mày mày cho chiếc nữa. Rồi mày đẹp. Cảm ơn chị. Chị vô dưới em. Trời.
Ủa nữa hả? Dưới đây. Rồi nhìn lên nè, uống nhậu cái đi chụp hình. Rồi chạy luôn đi em. Rồi. Giấy rồi, giấy rồi. Anh Tấm Hạnh. Thấp xuống chứ. Trời, người ta cho vàng người ta khóc, em khóc quá. Rồi, hôm nay vàng lên rồi. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Em nè. Lên xe luôn em. Rồi, em hấp xanh lên. Rồi, 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 nhìn lên cười tôi em ơi. Chân chân. Trời ơi. Giờ ta đi dặn dò viên gái, ta dặn dò lớn lớn xuống không? Không nói gì nha. Giờ quay ra ba, quay ra quay ra xin nhân ơi, mời mẹ ly rượu đi. Ba mẹ cũng đấy, ba mẹ cũng đấy. Cũng rồi, cũng đấy. Rồi, hôm qua nhiều quá. Ok, quá. Ông qua dẫn anh. Lấy cái ra cho em. Mẹ cho con ông đi chuyện. Đeo vàng mà khóc rồi. Giờ ba đứng nhiều quá. Rồi mình đeo đeo. Biết anh đeo đâu. Cái này cái gì? Để đây nè, lát gom vô để đây. Để đây nè, nó để đây nè. Chị hai cầm nặng quá gì mà chị hai. Để mày còn thêm thứ làm kìa. Cái này chắc là cà nanh quá. Mình cực mà nó buồn mà mình nghe nói vậy mình buồn nghe đây. Rồi tới luôn rồi chưa? Rồi đội ngủ đây cùng với ngoài phim luôn. Được chưa? Rồi cắm vàng luôn chưa vậy? Cắn luôn à? Hên nhăn thiệt á. Mỏng quá hả? Chân có chân ngược cái này. Có chân ngược cái gì á? Quay lại, quay lại, quay lại. Đúng rồi. Đúng chưa, đúng chưa? Trời ơi, nói rồi dành vậy. Đúng rồi. Rồi, ok rồi. Đây, 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 đây. Rồi, tới cái vòng không? Tới cái vòng không? Đúng rồi. Dịnh hai tay luôn mẹ, giống như mẹ mẹ đang đeo đi. Mẹ mẹ mẹ, dịnh luôn, giống như mẹ mẹ đang đeo. Lắc. Lắc không? Rồi, ok rồi, nhìn đây là mẹ. Nhận rồi, xong rồi, chung rồi, chung rồi. Rồi, kim cương rồi, kim cương rồi. Còn gì đâu, còn gì đâu. Đấy em. Rồi, quay qua, ông con mẹ cái đi, còn còn nữa ngày mai cho đấy. Trời ơi. Con kép. Con kép. Đây, nhìn này là chồng con tặng con nhanh. Nhìn lên em ơi, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Nhìn vô, nhìn vô, nhìn lên, nhìn lên. Ở đây. Không rồi, cả nhà đứng sát vô xin cảm ơn nhà chị. Rồi, xin mời cả nhà đây cho tôi nha. Trời ơi. Chúc mừng tình yêu lên nữa đi. Tao chạy. Con đâu có ai chịu con uống. Em không biết được cái gì. Tôi ngay này tôi lên gãi lấy chồng. Mời uống tôi rượu là ngon. Ông nhanh lên nhớ cậu học. Dung lên là Dung uống. Dung dù ha. Xin phép lên tập này đấy nè, đấy nè. Ở bên nhà gái. Ở nhà trai tính ra đi tỉnh họ 7 giờ mới tỉnh nội ngoại cô Dương đưa cháu về nhà chồng. Muốn em là má của con anh mà sau này muốn em là con của tía má anh lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao. Trưởng ra thần nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tức lâm vô miền Tây không có như không phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn cho phải lễ ba con lối sớm hôm bao em tai kế một đời yên ngắm khi có địa chỉ sai quê. Vậy nào người ơi ga ghé.